Thưa quý vị, từ 6 giờ hôm nay, 21 tháng 9, Hà Nội áp dụng theo chỉ thị số 15 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19, không kiểm soát giấy đi đường nhưng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Và sau gần 2 tháng thì nhiều quán ăn trên phố Mai Hắc Đế Hà Nội đã mở cửa phục vụ người dân để mua hàng mang về. Theo đó từ sáng sớm một số người dân Hà Nội đã đến mua hàng ăn mang về. Người dân lưu thông qua các chốt không cần xuất trình giấy tờ, nhiều chốt đã mở cho người dân thuận tiện qua lại. Cơ sở kinh doanh như văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Thành phố cũng yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K, quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.